Vâng, sau lễ khai mạc ngắn gọn nhưng đầy màu sắc thì vào tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, trận đấu khởi tranh World Cup 2018 đã diễn ra giữa đội chủ nhà, đội tuyển Nga và đội tuyển Ả Rập Xê Út. Và với những cầu thủ kinh nghiệm trong đội hình thì đội tuyển Nga đã có được một chiến thắng mỹ mãn với 5 bàn thắng được ghi. Dù được dự đoán sẽ gặp khó khăn trước đội tuyển Ả Rập Xê Út, nhưng các cầu thủ chủ nhà Nga đã có được chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 5-0. Người ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018 và cũng là bàn mở tỷ số cho đội tuyển Nga ở trận đấu này là Gazinski ở phút thứ 12, trước khi lần lượt các đồng đội của anh là Cheryshev, Dazuzba và Golovin thay nhau lập công để mang về chiến thắng đầu tiên cho đội tuyển Nga. Chúng tôi hiểu rằng mình sẽ đối mặt với ai ở trận đấu mở màn. Cả đội đã cùng nhau đi dạo trong cả ngày hôm qua và cùng nói về những gì mình sẽ thể hiện ở trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018. Tuy nhiên đó mới chỉ là 3 điểm và chúng tôi còn rất nhiều điều phải làm phía trước. Còn với tiền vệ Denis Cheryshev của đội tuyển Nga, việc đã ghi được tới 2 bàn trong trận đấu vừa qua cũng mang tới cho anh những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Thực tế thì tôi thậm chí còn chưa từng mơ tới kết quả như vậy. Tôi rất vui mừng được cùng các đồng đội góp mặt tại giải đấu năm nay và cũng hy vọng sẽ tiến xa tại giải đấu. Nhưng có được chiến thắng thế này thì quả là ngoài sức tưởng tượng. Dù vừa có được một màn khởi đầu vô cùng ấn tượng, thế nhưng qua những lời mà huấn luyện viên Cheryshev chia sẻ thì chúng ta cũng có thể thấy rằng ông vẫn luôn giữ được một sự tập trung cao độ và một sự thận trọng trước những cuộc đối đầu sắp tới. Còn với truyền thông thế giới, với 5 bàn thắng mà đội tuyển Nga đã ghi được trong trận đấu mở màn thì tất cả đều đã cảm thấy bất ngờ. Tờ Marca của Tây Ban Nha đã miêu tả trận đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Ả Rập Xê Út bằng dòng tít: sự thay đổi người tạo ra sự khác biệt và giúp đội tuyển Nga có được chiến thắng 5-0 trong trận khai mạc World Cup. Trong khi trang thể thao Bleacher Report cũng đã phải tự đặt câu hỏi cho các độc giả của mình: liệu đội tuyển Nga có thực sự mạnh hơn chúng ta nghĩ khi mà chỉ ngay sau trận đấu đầu tiên họ đã ghi được số bàn thắng gần bằng so với 2 kỳ World Cup trước cộng lại. Tuy nhiên, dù sao thì chiến thắng này cũng đã mang tới bầu không khí đầy ấn tượng cho người hâm mộ bóng đá tại thủ đô Moscow trong ngày khai mạc của World Cup 2018, bất kể đó là cổ động viên của đội bóng nào đi chăng nữa. Tờ Daily Mail của Anh thì cũng đã chọn cách tập trung vào sự khác biệt của các cổ động viên nữ trên khán đài của trận đấu để có thể miêu tả về bầu không khí của trận khai mạc. Vâng, phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam đang có mặt tại Nga lúc này cũng đã có những ghi nhận về những cảm xúc rất khác nhau của các cổ động viên của đội tuyển Nga và đội tuyển Ả Rập Xê Út trước và sau khi trận đấu diễn ra. Hàng ngàn người đổ về sân vận động Luzhniki, hồi hộp và cảm xúc nhất vẫn là các cổ động viên Nga và Ả Rập Xê Út khi hai đội tuyển gặp nhau ở trận khai màn. 12 năm rồi, Ả Rập Xê Út mới trở lại World Cup. Đây là dịp hiếm có để các cổ động viên của họ thể hiện sự sôi động của mình. Xin chào các bạn Việt Nam, hãy cổ vũ cho chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Với tư cách là đội chủ nhà, các cổ động viên Nga đã rất hiếu khách, thậm chí họ chẳng ngại ngần nhảy cùng các ông hoàng Ả Rập trong những khúc nhạc tưng bừng. Đội tuyển Nga sẽ giành chiến thắng, chắc chắn là như vậy rồi. Tôi cũng nghĩ như thế. Thế nhưng khi vào trận, đội tuyển Nga lại chẳng hiếu khách cho lắm. Các học trò của huấn luyện viên Cheryshev đã chốt vào lưới đội tuyển Ả Rập Xê Út tới 5 bàn và khiến các cổ động viên nhà ngất ngây trong niềm vui chiến thắng. Sân Luzhniki ngập trong sắc màu quốc kỳ Nga. Vậy là đội tuyển Nga đã có được chiến thắng đầu tiên của mình để mở ra cơ hội rất lớn góp mặt ở vòng tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cảm xúc với các cổ động viên Nga. Oh, how about feeling now? Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đội tuyển của chúng tôi đã chơi một trận trên cả kỳ vọng. Fantastic. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thực sự tôi không tin đây là sự thật. Russia best. Chiến thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Cheryshev trong năm 2018. Dù phía trước vẫn còn hai đối thủ mạnh là Ai Cập và Uruguay, nhưng giờ là lúc để ăn mừng. Một đêm không ngủ với các cổ động viên Nga. World Cup 2018 đã tặng họ món quà đầu tiên thật ý nghĩa. Trận đấu mở màn World Cup 2018 ngày hôm qua thực sự là một bữa tiệc bóng đá khi mà cả hai đội đã thể hiện một lối chơi công hiến và con số 5 bàn thắng đã phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Thế nhưng không phải lúc nào trận đấu mở màn của các kỳ World Cup cũng diễn ra theo một diễn biến hấp dẫn như vậy, và chúng ta sẽ cùng nhìn lại lịch sử các kỳ World Cup để theo dõi những trận đấu mở màn của các kỳ World Cup đã diễn ra như thế nào. Trận mở màn World Cup 2014 có tới 4 bàn thắng được ghi.
Và đó là một trong những lần hiếm hoi khán giả được chứng kiến nhiều bàn thắng như vậy ở các trận đấu đầu tiên mỗi kỳ World Cup. Thống kê cho thấy, trong 10 vòng chung kết World Cup gần đây, không kể trận khai mạc FIFA World Cup 2018, chỉ có 3 trong số 10 trận có số bàn thắng trên 2, và tất cả đều là những cuộc đối đầu tương đối chênh lệch. Đội tuyển Brazil và đội tuyển Đức dễ dàng vượt qua đội tuyển Scotland và đội tuyển Costa Rica ở các năm 1998 và 2006. Còn có tới 7 trận khác kết thúc với tỷ số hòa, tẻ nhạt hoặc thắng sát nút. Có nhiều cách lý giải cho điều này, dễ hiểu nhất chính là do yếu tố tâm lý. Không một đội bóng nào muốn nhận lại thất bại ở ngay trận đấu đầu tiên của giải. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của họ và quan trọng hơn, khiến những tính toán từ trước World Cup bị đảo lộn. Chính vì vậy, đa phần các đội đều chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực, hạn chế thủng lưới trước khi nghĩ tới việc ghi bàn. Dù sao, cảm giác về sự tẻ nhạt của đa số các trận mở màn sẽ nhanh chóng trôi qua, và khán giả sẽ quên đi để tập trung cho rất nhiều những trận còn lại của một kỳ World Cup đầy sôi động. Vâng, may mắn với chúng ta là trận đấu mở màn World Cup 2018 đã diễn ra vô cùng tưng bừng với tới 5 bàn thắng được ghi. Và có lẽ đây sẽ là dấu hiệu của một giải đấu tràn ngập những bàn thắng đẹp mắt. Và trong một tháng này thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ thực sự được sống cùng bóng đá. Khi song song với World Cup thì chúng ta vẫn sẽ được theo dõi các trận đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia Nuticafe V-League 2018. Và bên cạnh những trận đấu tại giải vô địch quốc gia Nuticafe V-League thì có lẽ các cầu thủ đang thi đấu tại đây thì cũng sẽ cho phép mình thức muộn hơn một chút để có thể tận hưởng những trận đấu bóng đá của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới chỉ 4 năm mới có một lần. Và có lẽ ở góc độ chuyên môn thì họ cũng sẽ đưa ra được những dự đoán về kết quả của các trận đấu tại World Cup năm nay. Mùa năm nay thì em thích đội tuyển Đức. Thật ra về thâm tâm của em thì em thích nói hơn. Em nghĩ là Bồ Đào Nha, bởi vì em thích cái đội đấy. Em nghĩ là đây cũng là một thử thách khó hơn ở Euro năm trước, bởi vì em càng thích như kiểu khó thì em mới thích, bởi vì em rất muốn là Bồ Đào Nha sẽ vô địch. Brazil luôn là đội bóng mà em yêu thích nhất. Tất nhiên nếu lịch thi đấu của Brazil hơi muộn thì tất nhiên thì em cũng tất nhiên là vì công việc thôi, tất cả vì công việc thôi. Nếu trùng với lịch thi đấu thì nếu Brazil đá muộn hay là các trận đấu World Cup đá muộn thì mình vẫn phải đi ngủ đúng giờ và để tập trung cho công việc chính của mình là thi đấu ở V-League. Trong thời gian World Cup diễn ra thì các tuyển thủ nữ của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, bởi trong ngày hôm nay thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập trung để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2018. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày hôm nay với danh sách 26 vận động viên là những cầu thủ có phong độ tốt tại lượt đi giải vô địch quốc gia vừa qua. Ở đợt tập trung này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trẻ hóa đội hình mạnh với nhiều gương mặt tuổi U19. Vị trí thủ môn sẽ đặc biệt đáng chú ý sau quyết định chia tay của thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh. Những cái tên thay thế sẽ là Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh và Đoàn Thị Ngọc Phượng. Đợt tập trung lần này, ngoài trọng tâm là giải vô địch Đông Nam Á diễn ra vào tháng 7 tại Indonesia, thì đây cũng là cơ hội để huấn luyện viên Mai Đức Chung có sự chuẩn bị lâu dài hướng tới ASEAN diễn ra vào tháng 8. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chỉ tập trung tại Hà Nội một ngày trước khi di chuyển lên Tam Đảo tập huấn vào ngày mai. Sau khoảng hơn một tuần tập luyện tại Tam Đảo, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ trở lại Hà Nội trước khi lên đường sang Indonesia dự giải Đông Nam Á từ ngày 28 tháng 6. Còn với môn bóng chuyền, ngày hôm qua, giải vô địch nữ U19 châu Á cũng đã tiếp tục được diễn ra tại Bắc Ninh với các trận đấu của vòng loại trực tiếp. Đội tuyển U19 Việt Nam gặp đội tuyển U19 New Zealand, và sau đây sẽ là những ghi nhận của phóng viên VTV đang tác nghiệp tại giải.